Khởi tố giảng viên đại học tự tin bao luật với cảnh sát giao thông lừa tiền nhiều tài xế. Ngày 8 tháng 1, công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn, 42 tuổi, là giảng viên trường đại học Tây Bắc ở thành phố Sơn La, Nguyễn Văn Thường, 21 tuổi ở huyện Mộc Châu và vì Văn Lâm, 22 tuổi ở huyện Sông Mã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, Sơn, Thường và Lâm là thành viên của nhóm team GTVM26 hoạt động trên mạng xã hội Facebook. Quá trình hoạt động, Sơn, Thường và Lâm cùng một số người khác đã đi quay video, chụp ảnh, kể cả bí mật và công khai hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an Sơn La. Các video hình ảnh quay, chụp này được dùng để gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, thậm chí gây ảnh hưởng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm như xin xe xin giảm nhẹ mức phạt xin không bị xử lý vi phạm để hưởng lợi từ người vi phạm sơn thường và lâm còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của công an sơn la có khả năng làm luật bao luật khiến một số chủ phương tiện người lái xe tin và đã đưa tiền nhóm sơn thường lâm đã lấy tiền của một số chủ phương tiện lái xe ô tô có trọng tài lớn thường xuyên chở hàng hóa trên các tuyến đường địa bàn Sơn La, nhưng sau đó khi vi phạm vẫn bị lực lượng chức năng xử lý. Căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố đối với Sơn, Thường và Lâm. Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thu giữ của Sơn, Thường, Lâm 6 chiếc điện thoại di động, một xe ô tô con, xe mua từ số tiền chiếm đoạt, hai laptop và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án